Béo phì đang ngày càng trở thành nỗi quan ngại của ngành y học bởi vô số nguy hiểm mà nó gây ra, đặc biệt là béo ở vùng bụng sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bạn. Bệnh béo phì ở bụng làm cơ thể mất cân đối, nặng nề, chậm chạp. Tác hại của thừa cân béo phì, béo bụng là sức khỏe kém, năng suất lao động giảm và chất lượng cuộc sống không thoải mái. Người bị bệnh béo phì, béo bụng thường đi kèm với bệnh rối loạn lipid máu hay thường gọi là bệnh mỡ trong máu hoặc cholesterol cao. Khi cholesterol cao gây xơ hóa lòng mạch máu, tăng huyết áp, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Người bị bệnh béo phì dễ bị thoái hóa khớp, loãng xương, đau nhức triền miên do trọng lượng cơ thể gây áp lực lên xương khớp. Hơn thế nữa, béo bụng khiến bạn không thể mặc vừa những bộ quần áo mà bạn yêu thích, ảnh hưởng tới gu thẩm mỹ, khả năng lựa chọn trang phục của bạn. Chính vì thế, ngoài tập luyện, chọn chế độ ăn uống lành mạnh, ít dầu mỡ, tăng cường rau xanh, thì bạn cần tìm cho mình một phương pháp giảm mỡ bụng phù hợp. Hiện nay có rất nhiều cách để giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, bạn nên lựa chọn những phương pháp giảm mỡ bụng tự nhiên, an toàn mà lại có thể thực hiện ngay tại nhà. Hôm nay, Sức Khỏe TV sẽ chia sẻ với bạn công thức giảm mỡ bụng hiệu quả từ những thực phẩm rất gần gũi với chúng ta mà lại rất dễ tìm tại các siêu thị, chợ. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị một quả dứa chín. Bạn nên chọn quả dứa nhỏ, vừa tay một chút, vỏ có màu vàng đẫm. Dứa giàu chất xơ nên hỗ trợ tiêu hóa tốt, làm tăng khả năng thanh lọc độc tố khỏi cơ thể. Khi bạn hấp thu các thành phần trong quả dứa sẽ đem lại một cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Chất xơ có trong dứa sẽ giúp điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbon hydrate, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, chống lại việc tích tụ chất béo trong cơ thể, đặc biệt là chất béo trong vùng bụng của bạn. Tiếp theo, bạn cần chuẩn bị một loại quả không thể thiếu trong công thức giúp giảm mỡ bụng mà chúng tôi muốn chia sẻ, đó chính là bí đao. Bạn chuẩn bị khoảng 200g bí đao, bạn nên chọn quả bí đao màu xanh, còn tươi, vỏ cứng. Bạn cắt bỏ vỏ và hạt bên trong quả bí đao. Theo đông y, bí đao thuộc họ bầu bí, có tính mát, vị ngọt thanh, không độc, thanh nhiệt giải độc tốt, giúp lợi tiểu. Theo như nghiên cứu, bí đao chứa nhiều chất xơ dạng sợi, rất có lợi cho hệ tiêu hóa, hàm lượng chất béo hầu như không có và có khả năng làm giảm tích tụ mỡ thừa trong cơ thể, nên bí đao là thực phẩm lý tưởng cho việc giảm cân đầy đủ tiêu chí, ngon bổ rẻ của bạn. Sau đó, bạn cho dứa và bí đao vào máy xay sinh tố. Bạn có thể cho thêm 100ml nước đun sôi để nguội vào. Các thành phần trong dứa và bí đao sẽ bổ trợ cho nhau, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, đồng thời là hỗn hợp giảm cân rất tốt cho sức khỏe của bạn. Một trong những thực phẩm không thể thiếu trong công thức giảm mỡ bụng này đó chính là quả chanh. Trong quả chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, có thể phân hủy một phần mỡ thừa trong cơ thể. Đồng thời, chanh chứa các chất axit nên lại càng dễ đánh bay lượng mỡ tích tụ lâu năm, đặc biệt là vùng mỡ bụng. Khi bạn đã chuẩn bị chanh xong, bạn hãy đổ hỗn hợp bí đao, dứa, gia cốc và vắt chanh vào, sau đó bạn khuấy đều. Trong quá trình thưởng thức, bạn nên cho thêm một thìa cà phê mật ong, tùy theo sở thích uống ngọt của bạn. Mật ong cung cấp vitamin, khoáng chất duy trì năng lượng cho cơ thể, ngăn sự thèm ăn theo cách tự nhiên, kích thích tăng trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo. Bạn nên uống nước này khoảng 2 lần trên một ngày, uống trước bữa ăn tầm 30 phút, uống tốt nhất vào buổi trưa và buổi tối. Bạn nên thực hiện cách này để đem lại hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, một số lưu ý khi bạn áp dụng công thức giảm mỡ bụng này tại nhà, bạn nên cho 1/4 quả chanh, không nên cho quá nhiều nước cốt chanh, sẽ làm mất đi dưỡng chất của dứa và bí đao. Bí đao có tính hàn nên đối với những người có cơ địa lạnh hoặc hay bị chướng bụng, tiêu chảy thì không nên sử dụng bí đao. Với công thức mà Sức Khỏe TV vừa chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn có một vòng eo như ý. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.